Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Dung Channel nhé. Thì trên tay của mình đây là Huawei Mate 20 nha các bạn. Thì trong cái video trước á, tại sao mà mình chơi Liên Quân nhưng lại chơi tốc chiến nó lại rất là mượt, FPS rất là ngon là như thế này nhé. Tại vì nếu mà để nói thì cái chip này gần mạnh bằng 855 á, thì là mình thấy là nó cũng đúng. Tuy nhiên là nó lại không đúng ở cái chỗ như thế này. Là trong cái video trước là mình test game cho các bạn á, các bạn thấy là chơi game rất là mượt, là bật cả ghi màn hình lên. Tuy nhiên là con này nó chỉ ghi màn hình ở cái mức độ là được là 720 thôi nhá. Là cái như là cái video của nó chỉ được cái độ phân giải là HD cộng đấy, là 720p ấy, là nó không thể lên ở 1080p nhá. Và cái thứ hai là khi mà các bạn vào cái mục ghi màn hình như thế này thì các bạn thấy là trình ghi màn hình này, các bạn ấn đè vô thì nó quay thôi, còn là bắt đầu nó quay ghi màn hình thôi. Còn các bạn không thể chỉnh sửa được hoặc là không tìm thấy cái mục cài đặt để các bạn thay đổi cái độ phân giải của cái video quay màn hình nhá. Đấy, chính vì nó quay cái video ở cái độ phân giải là 720p thôi và nó chỉ có cái FPS là 30fps nên là nó rất là mượt là như vậy. Đây, ví dụ như mình nhập chữ ghi màn hình này. Đấy, mình chỉ gặp chữ ghi là không có cái phần mục ghi màn hình này để cho mình tìm. Đấy này là ghi màn hình chứ không phải ghi màn hình nha. Đấy, không tìm thấy cái mục đấy ở đâu để mình chỉnh sửa được. Đấy, và mình đã tìm lục hết rồi nhưng mà cuối cùng chốt lại là con này nó không thể chỉnh sửa được cái phần đấy nha các bạn. Thế nên là lý do tại sao mà con này nó quay video nó bắt đầu chơi game ở cái mức độ họa HD mà quay video nó lại mượt như vậy. Và 855 á, con mấy con LG G8X của mình ấy, chơi HD nó mượt nha, mà mình ghi màn hình nó cũng mượt nhưng mà mình phải vào trong đấy mình chỉnh được cái video của mình lên ở cái độ phân giải là 1080p 60fps cơ. Còn con này mình không thể chỉnh được, và lúc mà mình xuất video lên YouTube mình mới biết được cái con này nó đã quay cái video đó ở cái mức độ phân giải là 720p 30fps luôn. Đấy là cái thứ nhất. Còn đối với lại con Redmi Note 9 Pro này, tại sao mà mình chơi Liên Quân mình lại thấy nó bật cả ghi màn hình lên nó mượt này, mà con Oppo Reno 5 á thì nó lại lag. Đây thì mình sẽ nói luôn. Thì đối với con ví dụ như con Redmi Note 9 Pro này thì các bạn có thể thấy là khi mà mình bấm đè vào trình ghi màn hình này, các bạn có thể thấy là nó đã cho mình đổi cái trình độ phân giải các chất thứ này. Đây thì các bạn thấy là có thể độ phân giải nó lên được là 1080p luôn. Nhưng mà mức FPS của nó thì các bạn thấy là tỷ lệ khung hình thì nó tối đa là chỉ được 30fps và nó không để được 60fps như vậy. 60fps như là con Oppo Reno 5 được. Nhưng mà con này nó vẫn chơi game mượt hơn con Oppo Reno 5. Đấy là điều hiển nhiên. Tại vì các bạn biết sao không? Con Oppo Reno 5 á, là lúc mà mình vào cài đặt, mình vào cái mục chỉnh FPS á, thì mình có thể chỉnh lên 60fps rồi, thì nó chơi game rất là nóng, rất là lag, rất là giật luôn. Đấy, nhưng mà lúc mà mình chỉnh về cùng cấu hình con này là để chế độ là tốc độ khung hình tự động luôn, và mình không có chỉnh gì khác nữa, chỉ để độ phân giải Full HD thôi, chơi game thì nó vẫn được 4 lúc thì 4x luôn, 5x FPS, nó không được mượt và lúc này nó giật lag kinh khủng luôn. Con này thì nó vẫn được 5960fps hoàn toàn bình thường. Còn con kia mà bật 60 frame lên thì 60fps lên á, quay video màn hình thì nó sẽ tụt xuống 1-2x FPS cũng có nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn để tốc độ khung hình tự động á thì nó vẫn tụt nha, nó tụt xuống 4x hoặc 3x FPS á. Còn nếu mà các bạn mà để cái chế độ các 720p như con Huawei Mate 20 này thì nó chơi game chắc vẫn rất mượt thôi, nó không thể nào lag hơn được. Đấy là những cái điều mà mình thấy là trong cái quay video màn hình, nó còn tùy cái máy nào nó quay sao như thế nào nữa nhé. Còn đối với iPhone 8 Plus và iPhone X Max của mình thì mình cũng quay bình thường thôi, nhưng mà mình cũng không có thấy mục chỉnh nhé. Đây các bạn có thể vào cái mục cài đặt này, các bạn vào cái mục video hoặc camera ở trên này này. Đấy, camera thì các bạn thấy là cái này là nó là chỉnh cái độ phân giải của cái video cam sau chứ nó không phải là của quay màn hình nhé. Và các bạn cũng không thấy cái mục đấy quay ra. Tuy nhiên là khi mà các bạn quay video lên trên YouTube thì lúc nào nó cũng là cái video có độ phân giải là 1080p nha, có nghĩa là video Full HD cộng nha. Đấy, thì nói chung là tổng thể thì mình đánh giá tổng quan qua thì trong những cái máy của mình thì chơi game mượt nhất hiện tại bây giờ vẫn là cái máy đang chạy cái chip 855, đó là LG G8X. Đấy, còn đối với cái LG Velvet của mình chạy chip 765G thì mình thấy là nó chơi game bây giờ nó không bật được HD, nó chỉ bật được đồ họa cao, nhưng mà chơi ở mức đồ họa cao thì không ghi màn hình nó vẫn khá là mượt. Đấy, còn nếu mà bật ghi màn hình lên thì nó cũng có hiện tượng drop FPS nhẹ đấy. Thì nói chung là tổng thể thì mình nói là cái con về cái con Huawei Mate 20 này tại sao nó lại chơi game mượt như vậy. Thì một cái chip nó gần ngang ở với 855, gần thôi nha, chứ chưa được bằng 855 nha. Gần bằng 855 á mà nó lại quay cái video màn hình ở cái mức độ phân giải 720p thì dĩ nhiên nó là mượt rồi, nó không thể lag được. Nhưng mà hôm nọ mình không ghi màn hình gì hết, nhưng mà mình có chơi game Liên Quân Mobile ở cái điều kiện môi trường mà cái lúc đấy thì nó cũng hơi nóng một chút xíu á, thì nó lại có cái hiện tượng tụt xuống 50fps, nhưng mà nó lại không tụt nữa. Nó tụt xuống 50fps là nó giữ đều mà kéo dài luôn, mình cũng không hiểu nguyên nhân tại sao luôn. Đấy, thì cái video này của mình đến đây là kết thúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.